Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. À, rất là độc lạ như thế này luôn, nhưng mà nó không phải là động vật ha, mà nó là thực vật. À, hôm nay là mới gặp được cái chủ vườn chơi cái này tên với hai vợ chồng luôn. Này là Hoàng Chiều ha, này là Hồng Thu, cho nên là lấy lại là HT luôn. Dạ. À, thì em là chịu trách nhiệm chỗ này. Dạ, đúng. Nhưng mà cái từ ban đầu thì cũng là Chiều chỉ em. Dạ đúng rồi anh, cái gì ông thích ông cũng lây lan cho người khác. À, cái này có nghĩa là sẽ này là sản phẩm lai tạo nhân tạo. Hố vẩy, đây 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 hố vẩy. Em còn hố vẩy mọi người ơi, mừng quá. Nhưng mà thật ra cái này á, người ta gọi cái này là bình, còn cái này là ấm. À. Cái này là được mọc ra từ lá, một lá chỉ ra một ấm. À. Còn cái này là từ dưới rễ lên, nó là nguyên một cái nhánh luôn nè, anh thấy từ đúng dưới rồi, gốc lên rồi. Luôn. Đây nè, nó sẽ tiết ra một cái mùi hương mà để dụ dỗ những con vật đó. Làm cho những con vật đó nó bị thu hút cái nó chui vào. Em mở ra nguyên ổ kiến lửa, em muốn xỉu luôn anh em. Nó có đợt nó còn to nữa. Cụ thân yêu của em. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, vẫn tiếp tục đang ở HT Exotic Zone ha. Còn một cái loài cũng rất là thú vị, rất là độc lạ như thế này luôn. Nhưng mà nó không phải là động vật ha, mà nó là thực vật. Mời các bạn theo mình ha. Khoan, anh ở ngoài đó là có cái điều thú vị trước. Ok. Em chào anh Nam Ngô. Hello em. Em xin giới thiệu với anh, đây là cây Paradosa, dòng họ là Drosera. Nó sẽ là cây gọng vó, nó sẽ bắt mồi bằng keo. Thí dụ nha, anh có thể zoom vào đây nè, anh sẽ thấy nè. Đây, bắt mồi bằng keo ha em. Nó tiết keo ra, những cái sợi ống ánh đó không phải là nước đâu. À, mà là nó là keo á anh. Đây nè các bạn, nhìn giống như là cái xương nó động trên cái hoa, nhưng mà cái này là keo chứ không phải là nước ha. Dạ. Nó sẽ dính những cái con côn trùng đó, ha. Đó đó đó, anh kéo được nguyên sợi keo luôn á anh. Ồ. Đó, đây là khi mà nó chưa có bắt mồi, nó sẽ tả ra. À. Và khi nó đã bắt mồi rồi, nó cụm vô. Cụm vô. Con mồi mà nó càng cửa quậy thì nó sẽ càng tiết nhiều keo. À. Và nó siết lại. Nó sau siết đó lại. Là con mồi nó sẽ tiết ra cái cơ thể nó hóa lỏng ra và tạo thành chất dinh dưỡng cho cây. Rồi nó dính ở đây đâu, coi như là nó cứ hút vô từ từ luôn. Dạ, nó hút đến khi mà mình tưới nước, hoặc là ở ngoài tự nhiên là mưa. Còn mình là mình tưới nước á, thì cái xác, cái vỏ còn lại của nó sẽ được trôi ra. À. Nó chỉ cần cái chất dinh dưỡng bên trong thôi. Ồ. Và cây này em trồng á là nó sẽ cần nắng. Nắng. Và chỉ cần nước thôi. Ừ. Còn chất dinh dưỡng nó đối với cây, cái chất dinh dưỡng nó không cần phải bón phân. Không bón phân. Tại vì nó ăn thịt phải không? Nó ăn những cái con mồi đó mà, đúng không? Dạ, tại vì ở nơi nó sống á, ở ngoài tự nhiên á, là hoàn toàn không có chất dinh dưỡng. À. Nó lấy chất dinh dưỡng từ động vật, côn trùng. Ừ. Và thường á, mình nghe cây ăn thịt, ngoài cây bắt mồi người ta hay kêu là cây ăn thịt á. Đúng rồi. Mình tưởng là nó ăn gì dữ dội lắm. Ừ. Dạ không, nó toàn ăn côn trùng. À. Lớn nhất là nó ăn chuột thôi. Ừ. Thì nghe nó trong có phim ăn chuột nó là đó hả? Dạ có những cái con mà nó sẽ to, cái cây nó to ăn được con chuột luôn. Nhưng mà hôm nay cái cây đó em hết rồi. Cái cây này nó, cái điều kiện sống nó cần nhiều nước hay sao mình phải ngâm như vậy em? Dạ nó liên tục có nước, nó cần có nước thôi. À. Nó chỉ cần có nước với ánh sáng. Nước với ánh sáng là đủ, mình dạ. Ngâm như thế này luôn. Ở trong này những cái vớn này nó rất là nhiều nước ha các bạn. Dạ nó hút nước lên. Cái này nó sử dụng rất là nhiều nước. Cái bụi này càng ngày càng lớn hả ta? Nó là thân thảo cho nên nó sẽ thay phiên nhau mà nó lớn lên. À. Thí dụ như cái này nha anh. Anh thấy một khoảng thời gian đó, nó sẽ tiêu biến. Ừ. Cái xong rồi cây mới nó sẽ được mọc ra và nó lớn lên. À nó nhảy cây con nè các bạn. Nè, đây anh thấy nhảy cây con nè ha. Nè, nhảy cây con nè. Rồi, cái xong rồi cái chậu này càng lớn, tại nó massage là như vậy là nó cũng gần như massage rồi á. Massage rồi hả? Dạ. Ồ. Xong rồi cái này lụi đi sẽ ra cái khác. Ừ. Mà cây này á của em nó đang ra bông. Ừ. Em không khuyến khích là để ra bông. À. Cái này là đáng lẽ là em sẽ cắt. Tại sao? Để ví dụ cho anh dễ thấy. Tại sao lại không nên để ra bông ta? Nó bị mất thời gian để có thể trở thành một cây. Ừ. Khi mà mình gieo hạt rất là lâu. À. Bản thân nó có thể tự nhảy ra như thế này thì em không cần phải. Oh. Nhưng mà nhờ Việt Nam mình nó, em trồng ở đây nó cũng nhiều ánh sáng á, thì cái điều kiện cái ánh sáng nó thích hợp để ra bông. Ừ. Cho nên nó cứ lên bông mình thấy thì mình cắt thôi. À. Nó lên bông lên hạt là mất thời gian lắm. À. Có nghĩa là chúng ta có thể nhân giống nó bằng cách là tự nhiên là nó đã nhảy cây con rồi các bạn. Cho nên là không cần phải gọi là thu hoạch cái bông để lấy những cái hạt trong này để gieo nữa, nó sẽ mất thời gian hơn ha, tại vì nó có thể sinh sản hai kiểu, một là ra bông ra hạt, hai là tự nó nhảy cái con luôn. Ok anh thấy nó nhảy cái bụi luôn, nhảy và cái đó bụi là luôn. Trong họ gọng vó, Drosera là gọng vó ha các bạn ha. Dạ, là bẫy keo.
bẫy keo gọng vó. Dạ. Rất là hay luôn. Cái cây bắt mồi này á là nó cũng du nhập vô Việt Nam mình cũng khá là nhiều năm rồi ha. Dạ, đúng thì rồi. Ngày xưa mình cũng bị rất là cuốn hút bởi em nó luôn, thấy rất là đặc biệt luôn. Mà hôm nay là mới gặp được gọi là một cái chủ vườn chơi cái này thì có nhiều cái để chia sẻ hơn. Dạ. Chắc có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao shop tên là HT ha. HT là trùng tên với hai vợ chồng luôn. Cái này là Hoàng Chiều ha, cái này là Hồng Thu, cho nên là lấy lại là HT luôn. Dạ. Đó. Ok các bạn thì cái chỗ này thì chỗ là chính của Hồng Thu ha. Hồng Thu là bà xã của Hoàng Chiều. Dạ. Thì em là chịu trách nhiệm chỗ này. Dạ, đúng. Nhưng mà cái từ ban đầu thì cũng là Chiều chỉ em. Dạ đúng rồi anh, cái gì ông thích ông cũng lây lan cho người khác. Và để cho người khác chăm sóc thì thật sự là cây để nữ chăm sóc nó sẽ ok hơn, tỉ mỉ hơn. Dạ. Với lại thật sự ra là nếu mà bây giờ là vườn em ít đó, hồi kỳ là tụi em full luôn, full tất cả các nơi rồi, tầng dưới cũng có nữa, nhưng mà tại vì cây này nó đặc biệt cái là nó không có chịu mùa mưa của Việt Nam mình quá nhiều. Quá nước nhiều quá. Nước nhiều quá nó không thích. Nó bị dập lá. Bản thân nước mưa, cái hạt mưa nó làm cho dập lá. À. Rồi trong nước mưa là quá nhiều axit làm cho cái cây nó từ từ nó bị chết dần. Rồi xong rồi mưa nhiều quá thì nó quá ẩm, cái giớn tuy là nó cần nước nhưng mà không có nhiều đến mức như vậy. Nó làm cho cái cây nó bị thối từ từ. Hôm nay là chỉ còn những cái cây gọi là em đang dưỡng là cho nó khỏe thôi, chứ có đợt nha. Đối với cây này hồi nãy là mình tìm hiểu cây gọng vó, còn này là cây bẫy kẹp. Thì bẫy cây kẹp. Bẫy kẹp thường là mắt size của nó trung bình là chỉ từ 2-3 cm thôi. Là cỡ này nè. Nhưng mà em có một cái dòng á hả, nó sẽ đây. To tới bẫy cây này nó bự dễ quay nè. Đây to. Đúng rồi. Đó. Đây. Đây anh. Đây là dòng DCSL, thường là nó sẽ cao lên. Và nó to, có khi cái kẹp nó to. Một cái kẹp nha, một cái kẹp nó sẽ to tới vậy. Wow. Và em đã từng nuôi là được tới đây rồi. Và khách thấy mê quá, khách về khách trồng tiếp là nó cũng to được vậy luôn. Nhưng mà giờ là sai bự vậy không có. Thường là vườn em á, anh quay đẹp là khoảng tháng 1, tháng 2. Tháng 1, tháng 2 là nó full đầy đủ luôn. Nó full vườn. Mùa đó mùa xuân luôn đúng không? Cái nhiệt độ nó phù hợp. Đúng ra là cái môi trường này ở tự nhiên là nó đang ngủ đông. À. Và cũng lại là tủ lạnh thân yêu. Ở anh Chiều hồi xưa có khuyến khích em thử là để tủ lạnh đi. Nhưng mà em không cần, em đang mong muốn là nó thuần khí hậu Việt Nam. Đúng rồi. Đối với những cây này khi mà nó vượt qua được cái giai đoạn này thì nó phát triển lên rất là khỏe. Còn thích nghi với cái điều kiện thời tiết luôn. Nó sẽ dễ chăm sóc với mọi người hơn. Dạ. Cái cây này nguồn gốc nó ở đâu ta? Cái dòng này nói chung là nó đến từ những vùng đầm lầy của phần lớn tất cả các nước. Và đặc biệt là lúc mà mình chơi, em chơi á, là từ của Trung Mỹ rồi Châu Phi, mà Trung Phi vùng đầm lầy á nha. Dạ rồi lúc đó cũng nghe người ta nói nhập thôi, và thật sự hồi xưa chơi của Thái Lan. Rồi sau này là của Trung Quốc, tại Trung Quốc người ta sinh sản rất là nhiều, người ta tập trung được nhiều. Và giờ nó cũng được lai tạo, và nó được tạo ra ví dụ như DCSL nè là của người ta lai tạo của những dòng khác ra, cái dòng nó tên là DCSL. À cái này có nghĩa là sẽ này là sản phẩm lai tạo nhân tạo, không đúng có trong tự nhiên. Dạ. Là người ta cấy mô nè, người ta cấy mô ra cũng được, người ta gieo hạt cũng được. Rồi người ta để cho nó cái đó gọi là gì chồng, ngắt ra xong cắm vô gọi là gì? Dâm. Dạ, dâm thân ra cũng được, tự nhiên quên. Thì người ta dâm thân cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam mình dâm thân thì em không khuyến khích. Đối với cây bẫy kẹp không có khuyến khích. Thật ra là mình ngắt một cái, mình cắm xuống nó vẫn lên giống như là cây xương rồng. Nhưng mà đối với này nó mong manh hơn. Mong manh hơn. Anh thấy nó bé không? Nó đúng bé, rồi. Bé bé xinh xinh. Nó mong manh hơn. Nhưng mà có một cây này nó sẽ thực hiện phương pháp đó rất là tốt. Cái lá nó giống sen đá ha. Dạ đúng rồi. Cây này cái lá giống sen đá. Dạ cái lá nó giống sen đá, và bản thân nó cũng ngắt một cái cắm xuống nó sẽ lên. Và cây này là thành phẩm của em sau khi ngắt của một năm trời nó to lên vậy. Nhưng mà cây này là cái bẫy kẹp luôn hả? Dạ không. Nó cũng là họ của bẫy keo nhưng mà nó tên là cỏ bơ. Cỏ nó bơ. Tiết keo trên lá. Ồ, tiết keo trên lá hay quá. Nhưng mà cái cây này nó nằm ở trong đây nên nó được tưới á. Nếu anh để ở ngoài nó hút lên thì nó tiết keo, anh sẽ thấy nhiều hơn. Cỏ này nó vẫn có nhưng mà anh phải để nhiều mới thấy. Nè, nó cũng tiết keo ra, xong rồi côn trùng nó dính vào trong cái keo này nè. Rồi nó cũng rã cái thịt nó ra. Dạ, xong rồi từ từ nó hấp thụ vô. Dạ đúng. Hay rồi. Quá ha. Cái phải nói là có những cái loại thực vật với động vật á, các bạn nhiều khi nó có cái sự liên hệ mà mình không ngờ luôn. Ví dụ như có cái loại hoa lan gì mà hình mặt con khỉ á. Dạ rồi có những cái trong cái thực vật em thì cũng... nó có những cái loại cây mà nó ăn thịt được động vật.
Dạ. Đó, cho nên là nó rất là độc đáo luôn. Nói chung là nó sẽ liên kết với nhau rất là chặt chẽ luôn. Trong cái họ gọi là cái gì ta? Bắt mồi này nè. Thì dạ, nó có mấy cái dòng ta? Mấy cái thường nào? Trong cơ bản nó có nhiều dòng nhưng mà em gom lại ở vườn em ha. Ừ. Là nó có 5 loại cơ bản. Ừ. Đầu tiên là cái mọi người hay nhìn thấy mà gặp lại á là bẫy kẹp. Nó có chiếc bẫy. Nó là cái bẫy. Nó gồm nhiều cái răng xung quanh và trong nó có gai thụ cảm. Khi mà con mồi á đi đụng vào cái gai thụ cảm đó thì nó sẽ đóng cái kẹp lại. Ồ này, cái biểu diễn. Ba ơi cúp bịch đó. Đó. Nó sẽ khép lại các bạn thấy không? Đúng ra là mình cái này á rất là dễ dàng thả một bạn con sâu vô thì nó sẽ kẹp lại. Nhưng mà vì cái gọi là cái chính sách của YouTube và TikTok rồi này nọ cho nên là mình không có tiện quay cái feeding cho các bạn coi. Nhưng mà chỉ cần dùng cái tâm hay cái gì đó đụng vô cái gai thụ cảm của nó là nó sẽ sập bẫy lại. Mà đặc biệt các bạn thấy không, nó là hai cái nắp nha. Mà đặc biệt là nó hay cái nỗi cái thiết kế của thiên nhiên, nó hay nỗi là chỗ này nó có những cái sông nữa. Đây nó có những cái sông sắt ở đây nè. Thấy không? Dạ. Thì nó khi nó gẹp lại là con sâu nó nằm trong đây nó không thể thoát ra được. Đó. Thì cái đó là cái điều rất là hay luôn á. Nếu mà em nói chuyên sâu nữa anh sẽ thấy nó thú vị hơn nữa. Đâu em nói là đi nó chứ. Nó có cây tầm cao và cây tầm thấp và nó có đa dạng hình dáng. Mà hôm nay em hơi bị ít. Nè thí dụ ha, cây này thì anh thấy nó cúp lại nó như cái chén. Đây, nếu anh quay kỹ anh sẽ thấy nè. Đó, nó quay lại nó như cái chén. Đúng rồi, lúc đó nó mở ra đúng không? Cái gai của nó rất là dài khiến cho những con mồi to hơn nó không thể chui ra, nhưng mà cái này cũng tầm nhỏ, ví dụ như con ruồi á. Đó. Nhưng có những cây nè, cái gai nó hình tam giác anh thấy không? Đúng rồi. Nó dòng gai cung. Nó ngắn hơn đấy, gai cung. Nó ngắn hơn rồi. Đó, nó sẽ giả dạng thành nhiều loại khác nhau. Rồi cái này nó giống như là cái cánh bướm. Cây này quý lắm, nó hơi nhỏ. Quý lắm hả? Nó là wo wop. Nó giống như là cái bàn tay của con sói vậy đó anh. Dạ. Rồi. Anh nói là cái cây nó có hai cái kẹp lại. Thì em có cái cây có ba kẹp luôn. Ba kẹp luôn. Không, nó là không phải là ba kẹp. Nó là cái phải không? Cái đối xứng ra anh, nó sống xạo quá anh. Nó pha ke là cái kia chỉ là một cái phản chiếu của nó, giả bộ là không có nguy hiểm để cho con mồi cứ tiếp tục đi cái dòng trên, mà đúng ngay phải cái gai thụ cảm là sẽ bị bắt lại luôn. Trời ơi. Đây là đột biến anh ha. À đột biến. Dạ. Các bạn thấy nó thật sự là rất là thông minh luôn các bạn. Mặc dù là thực vật nhưng rất là thông minh. Dạ. Nó có biết gọi là dẫn dắt dụ dỗ nữa, rồi phản chiếu các thứ nó tùm lum, cái này dạ. Phải nghiên cứu mới biết được. Đây. Nó có nè. Nó hơi bé cái này rồi. Để mình lấy ngón tay mình chỉ không được. Đây nè. Đây là cái chỗ mà nó giả nè đúng không em? Dạ đúng rồi. Đây nè. Đó cái gai mà nó sống pha ke ra là nó dụ dỗ đó. Nó dụ dỗ con mồi sẽ thấy bình thường, bước vô tiếp một cái là dính bẫy liền. Dạ. Đó. Này là bản năng sinh tồn ha các bạn ha. Trời, còn đây là cái kẹp này em gọi là nó bị mớm. nó răng nó nhỏ, nó răng bắt những con nhỏ. Mấy thằng bự ăn trên, mấy đứa em nhỏ ăn dưới. Cái này nó mọc ở tầng dưới. Nó mọc ở tầng dưới, nó thấp lắm, nó không có to. Nhưng mà đợt em có những cái cây tầm cao có thể vươn lên tới 18 cm. 18 cm luôn. Và nó cao lên giống vậy nè. Mà cái răng nó cũng dài để bắt những con đang bài. Nó sẽ phân bắt tầng. Bắt được con đang bài luôn. Thì nó phân tầng ra những con vậy á. Đi qua đụng gai thụ cảm của nó là nó giật hết. Và cái búa nó đập xuống. Ôi cái đó lại khác nữa. Đâu rồi, nó khép rất là nhanh luôn á. Dạ. Đối với cây này á thì đối với mình thấy đó, cái việc nó đóng lại là rất là vui. Nhưng mà nếu mà người trồng á thì em khuyến khích là khi mình trồng mình hạn chế cho ăn. Tại vì cái xuất xứ của nó vốn là thiếu chất dinh dưỡng. Anh không nên cho ăn nhiều. Đúng rồi, ăn nhiều quá nó không có chuyển hóa, không có này nọ dạ, kịp đúng không? Thật sự thì thiếu chất dinh dưỡng thì nó đang cố thu hút con mồi. Để nó có chất dinh dưỡng. Cho nên có nghĩa là mình càng thiếu chất dinh dưỡng nó sẽ càng đẹp. Đẹp. Đúng rồi, nó càng đói nó mới càng đẹp. Và khi mà anh đo mỗi cái kẹp vậy á, nó chỉ có tuổi thọ từ 5 đến 7 lần đóng ra mở vô thôi. 5 đến 7 lần là trên lý thuyết, nhưng mà bản thân em cũng thọt nhiều á. Nhưng mà em khuyên mọi người là hạn chế nếu như mà muốn nuôi cái thân kẹp càng ngày càng to. Tại khi mà đóng lại nó mất rất nhiều thời gian để mở ra. Có khi là 1 tuần đến 2 tuần. Thường là 1 tuần đến 2 mất tuần. Rất là nhiều thời gian để mở ra hả? Dạ đúng rồi, nó đóng lại vậy là mất nhiều thời gian mở ra. Đó là nguyên nhân tại sao nó mùa mưa cây bẫy kẹp em lại ít. Tại vì nước mưa sẽ làm cho cái gai thụ cảm nó đóng lại nhiều lần hơn. Cho nên nó từ từ nó tiêu cái kẹp lại càng ngày càng nhỏ. Có cái này rất là hay các bạn. Có nghĩa là giống như Thu vừa chia sẻ đó.
thì khi mà chúng ta để cho bé nó đói á, cái cây nó đói á, thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Nó mở ra để nó thu hút những cái con mồi vô. Cái thứ hai nữa, khi mà nó thu hút rồi mà nó vẫn không có tìm được cái con mồi á, thì nó sẽ có xu hướng phát triển to ra. Dạ đúng. Và phát triển nhiều cái tai lên để nó thu hút con mồi. Cho nên là để mà nuôi nó lớn, nó khỏe, nó đẹp thì chúng ta nên như vậy. Còn ăn no phủ phê quá thì nó sẽ coi như là bởi vậy em mới nói đầy đó không muốn phát triển nữa. Đúng rồi. Bởi vậy em mới nói là cây này không cần bón phân. Ừ. Nên trồng á, đối với dân văn phòng hay là người ít có thời gian chăm sóc á, thì cây này nó dễ. Ừ. Chỉ cần có ánh sáng với lại nước thôi. Ừ. Anh đặt ở bệ cửa sổ hoặc là ở trước mái hiên, miễn sao là có ánh sáng giống gì nè. Ừ. Thôi mà em đang nói về phân loại năm loại. Trời ơi, em mình hơi nói sao vậy. Xin nói lại là có năm loại ha. Đầu tiên là bẫy kẹp. Ừ. Tiếp theo là hồi nãy là cái bẫy keo, cái gọng bẫy vó keo đó. Ngay đầu clip á. Đó, đó. Ừ. Cái đó là gọng vó. Tiếp theo là cỏ bơ. Rồi cái là hố bẫy nha, em còn hố bẫy. Anh em còn cây hố bẫy. Đây hố bẫy. Em còn hố bẫy mọi người ơi, mừng quá. Ừ. Đây là cây hố bẫy. À. Và cuối cùng là cây nắp ấm. Cây nắp ấm thì Việt Nam mình thấy cũng nhiều rồi. Ừ. Cây hố bẫy á. Rồi mình đi nói lại từng dòng hồi nãy là bẫy kẹp mình nói rồi. Cơ chế bắt mồi là bằng gai thụ cảm. Okay. Và cây kẹp nó đóng lại. Ok. Rồi. Về cây bơ, cỏ bơ cũng nói rồi. Tiết keo. Rồi, vậy chỉ cần có hai loại này thôi. Ok. Về hai loại này về cơ bản hình dáng nhiều người vô ủa nó cũng giống nhau. Đúng mà. Đúng rồi, anh thấy giống á. Dạ. Nhưng mà thật ra cây này á, người ta gọi cái này là bình, còn cái này là ấm. À. Cái này là được mọc ra từ lá, một lá chỉ ra một ấm. À. Còn này là từ dưới rễ lên, nó là nguyên một cái nhánh luôn nè, anh thấy từ đúng dưới rồi, gốc lên rồi. Luôn. Và cũng mùa mưa nhiều quá, cái nó nặng á, nước mưa nó vào á, làm cho cái bình em từ từ nó teo, chứ bình thường cây này của em nó to như thế này. Ồ. Và em có đợt có một cây á, là nếu mà trồng tốt ở nước ngoài á, là nó có thể lên tới 80 đến 1 mét luôn. Trời ơi, bự dữ vậy. Và cái hồi nãy em nói với anh là nó có thể chui vô con chuột á, bắt con chuột á. Và cái cây cũng dòng có nghĩa là nó dụ con chuột bò, dẫn dụ con chuột bò vô. Dạ, rồi. Nói về cái đó luôn. Ok, là nói. Nó sẽ tiết keo nó ở ngay đây nè, nó sẽ tiết ra một cái mùi hương mà để dụ dỗ những con vật đó. Ừ. Làm cho những con vật đó nó bị thu hút, cái nó chui vào. Ok. Nhưng mà cái gai này á, nó lại hướng xuống, mấy cái gai bẫy này nè, nó hướng xuống khiến cho không thể leo lên. Ừ. Tất cả đều phải trôi tuột xuống. Sau khi mà trôi tuột xuống thì ở dưới đây có enzyme thực vật. Oh. Nó sẽ từ từ nó tiêu hóa con mồi bằng enzyme thực vật đó. Hay quá ta. Đây cái và tương tự thì nắp ấm cũng vậy, nhưng mà nó khác biệt là cái là bình, cái là ấm. Nói cái bình là cái ấm nhưng mà cơ chế nó giống nhau. Dân. Dạ, đây ở trong đây nếu anh quay anh có thể zoom là anh thấy một đàn kiến nó đang bị ở chỏng á. Thấy được không ta? Đâu, để anh cho miếng ánh sáng vào coi. Dạ, anh thử cho miếng ánh sáng vào. Giúp em. Nói chung là enzyme thực vật đó, trời ơi. Có đợt em mở ra nguyên ổ kiến lửa em muốn xỉu luôn anh em. Em cong cái tay quá chỗ này cái này. Okay. Tại cái đợt này là cái vườn em nó hơi bị ít. Nó có đợt nó còn to hơn nữa. Không được ạ. Thôi okay. Để đợt sau nếu có ấm to hơn em sẽ đưa anh ha. Ok, thì đại loại nó là vậy. Dạ. Thì cái này cái cơ chế thu hút con mồi nó cũng tương tự ha em. Dạ đúng nó rồi. Nó cũng tiết ra một cái mùi hương để nó thu hút con mồi vô. Dạ đúng rồi. Cái nắp này nó không có thể đậy lại nha. Ừ. Giống như nhiều người thấy có cái nắp tưởng là nó đậy lại. Ừ. Dạ không. Lúc mà nó còn nhỏ. Ừ. Để em lấy. Đây có luôn. Đây. Để nó dướng dưới đây. Trời ơi nó xanh xôi nảy nở dữ quá. Đây. Khi mà bé nó còn nhỏ, nó sẽ như giai đoạn này gọi là giai đoạn bơm ấm. Ừ. Nó sẽ bơm ấm như thế này. Mình không tác động nhiều thì nó sẽ từ từ nó bơm ra, nó massage ra. Ừ. Thì nó sẽ bung cái nắp. À. Khi mà nó đã bung nắp rồi là nó không thể trưởng thành nữa. Ừ. Nó chỉ như vậy là nó lớn nhất rồi đó. Ok. Và khi mà nó cái nắp này nó có cái công dụng là để hạn chế nước mưa, làm loãng cái dịch tiêu hóa của nó. À. Chứ mà nếu mà nó mở ra là cái dịch tiêu hóa nó sẽ bị loãng đi. Ừ. Đây các bạn thấy nó ở hai trạng thái, giống như cái nắp này là nó đã mở cái nắp rồi. Cái ấm này nó đã mở cái nắp rồi. Cái ấm này thì nó chưa có mở cái nắp ra. Đó, thì theo mình như quan sát á, mình nhận xét trước rồi Thu sẽ giải thích cho các bạn ha. Có nghĩa là nó không tùy theo kích thước. Giống như cái cây trên này mặc dù nó còn nhỏ, cái ấm này trên nó còn nhỏ nhưng mà cái nắp nó đã mở rồi nè.
Đó, còn cái ấm này dưới này nó bự hơn nhưng mà cái nắp nó chưa mở nè. Thì cái này là nó sao em, tùy cái độ già của cái nắp hay ha? Dạ không phải, nó là bị ảnh hưởng bởi môi trường nhiệt độ bên ngoài. Dạo này là trời mưa nhiều, cái ấm nó bị tác động nhiều làm cho nó chưa kịp bơm ra thì nó đã bị bung rồi. Với một phần nữa là do cái cây gốc nó còn nhỏ, nó chưa có đủ trưởng thành. Cái cây gốc mà nó càng lâu á thì cái ấm nó cũng khả năng nó bơm được cái cây càng to. Và nó là dây thân leo, cây thân leo. Nó nghĩa là anh nó cứ trồng ra thêm một thời gian á là nó sẽ cứ dài ra. Anh đi ở rừng Việt Nam á là anh sẽ thấy nó đu từ trên xuống dưới như một cái tấm thảm luôn. Rất là dài như một dòng suối. Nó sẽ dài ra và cây mỗi cái lá nó chỉ ra một ấm, sau khi mà cái ấm nó bị hư đi thì cái lá đó nó cũng cần phải được cắt đi để cho nó đừng có dành chất dinh dưỡng. Tại cái lá, cái phần lá là dùng để quang hợp, phần ấm là để bắt mồi. Ok. Rồi cái dòng nắp ấm là tất cả đều là thân leo hết hả? Hay là riêng này thôi? Tất cả dòng nắp ấm là thân leo và chỉ có cây nó phân biệt ra là cây dùng cao với cây dùng thấp. Em với lại có một cái này nó cũng giống cái chỗ bắt mồi của nó quá phải không? Dạ, bên ngoài này. Dạ đúng rồi, nó cũng kiểu giống vậy nhưng mà nó không có kẹp lại đâu anh. Nó không có kẹp nó lại. Nó chỉ là một cái phương án để cho cái con mồi khó chạy thôi. Chứ nó không có kẹp lại. Dạ. Gây dụ dỗ. Rất là hay luôn các bạn. Nhìn nó ngứa anh ha. Ngứa. Thậm chí có loại bắt mồi cái này á có dòng á là nó có răng luôn. Có răng có luôn. Cái gai luôn. Ồ. Nhìn nó kỳ dị lắm. Có nhiều loài thực vật nó rất là kỳ lạ luôn á. Dạ. Trong này nó có này giống như là bị té giếng các bạn ha, con mồi vô đây vô bị té giếng à. Ở đây trơn lắm á anh. Nhưng mà nó trên cái thành giếng này nó tiết ra một cái giống như cái chất sáp gì đó. Dạ. Đó là không có leo lên được, không có bò lên được luôn. Đó, và khúc dưới này là nó sẽ có cái giống như cái dịch tiêu hóa enzyme đó để nó tiêu hóa làm rã con mồi ra. Đó. Đặc biệt là cái ấm này mình có thể ăn được anh nha. Ăn được luôn. Dạ. Mình bỏ nếp cẩm vô rồi mình hấp lên ăn ngon lành luôn. Như anh thấy Thái Lan có bán món này. Xôi. Nhưng mà em nghĩ là phải đổ ra nha, anh cứ nghĩ thử có con nó đang tiêu hóa phải rửa, chắc kia. Phải rửa sơ cái. Phải rửa hay hấp? Phải rửa hấp. Dạ. Mà nhìn rất là ngon mắt luôn. Nhưng mà em chưa thử. Em chưa ăn. Cái cây này cây gì? Dạ không, cây đó cây cỏ á anh. Có dài. Anh biết em âm mưu của em là gì không? Em để dành để mà xuống dưới em set up hồ á. Mấy cây ở dưới của em là toàn dậy ra không á. Nắp ấm nó rất là nhiều loại hả các bạn, như cái nắp ấm này mình mới nhìn vô mình tưởng con ếch luôn á. Đúng không? Em gieo hạt lên á. Nhìn cái mặt nó như con ếch vậy. Hở miệng ra nè. Nó bay hết ngày tháng. Rất là đa dạng luôn. Mình nuôi trồng chơi cái giống này nó có cần lưu ý gì không em? Dạ anh cần lưu ý là bớt cho nó ăn. Bớt cho ăn thôi hả? À đây là bản thân em nè, là phải sử dụng cái lưới lan này. Ánh sáng mặt trời từ 80-90% là tốt. Có nghĩa là nắng ngoài kia là nắng 100%. Anh có cái lưới này cho dẫn ánh sáng vô 80-90%. Còn nước á là em mọi người tốt nhất là nên ngâm giống như cái chậu gọn bó ở ngoài á. Thì mình nên ngâm cái chậu đó. Hoặc là mình có thể tưới giống như tụi em trồng nhiều. Thì em tưới tự động. Nó rất là hấu nước cho nên em đang tưới mùa này nha. Mùa này là em tưới 3 lần. Nhưng mà đối với những mùa khô á, em tưới 4-5 lần. Là một ngày á hả? Dạ đúng rồi, mỗi lần là 3-5 phút. 3-5 phút phun sương, đây là cái hệ thống phun tưới tự động các bạn. Này cũng không phải phun sương nữa, này phun tưới tự động. Nước nó ra tia đàng hoàng ha. Thì cây này là loại cây nó ra xương á, xương điều chỉnh nó ra xương. Xương mà này mình xương là xương mịn luôn hay sao? Không, nó vẫn có hạt nhưng mà nó mỏng lắm. Nó mỏng thôi đúng không? Chứ nó không có nổi xương giống như mấy quán cà phê đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng thì các bạn ngay đầu clip á Thu có giới thiệu cây này nó sống trong những cái vùng đầm lầy. Dạ. Vùng đầm lầy thì các bạn biết là hơi ẩm nó rất là nhiều ha, rất là cao và nó nhiều tầng nữa. Mấy cây này nó giống như là ẩm nhiệt đới, rừng ẩm nhiệt đới chắc là cái môi trường nó rất là thích luôn á. Dạ, nước ngoài, Việt Nam cây này nhiều lắm. Được xem là cỏ dại đó. Cỏ dại. Dạ. Không, thì bản thân vùng cao mình á là cây nắp ấm có rất nhiều. Việt Nam mình cũng có được bảo tồn ở Bình Châu á. Bình Châu. Nó sống rất là nhiều luôn. Và hả, nó sẽ có các hình thái khác nhau, anh thấy cái này nó cũng khác nữa nè ha. Đúng rồi. Đơn sơ. Đang bơm. Nó đang bơm, mình sờ vô nó sẽ bị né cái không khí ở bên trong là nó bung nắp sớm thì nó không có massage được. Thì đó, hồi nãy em cũng mới nói đó. Đó, nhìn. Bởi là chỉ ngắm nhìn thôi. Đây nữa anh, đây là đít tròn. Trời ơi. Rất là kiểu nhiều kiểu nắp ấm à các bạn ha. Nhưng mà đây bây giờ là không phải là đẹp nhất của tụi em đâu. Hồi kỳ á, em có ấm
nó tròn mà nó mập vậy nè mà cái màu của nó giống như là màu màu của trái xai luôn á. Màu trái xai luôn hả? Màu đẹp lắm. Màu cái đó là nhung nhung. Niềm tự hào của em luôn, ai qua vườn mà những anh chơi chuyên cũng thích cây đó của em nữa. Đấu giá mới có luôn. Dạ. Bản thân tụi em bán chứ em hay đi đấu giá lắm nè. Mấy cây này em đi đấu giá nè. Rồi cây này cũng đi đấu giá, cây này cũng đi đấu giá. Em hay đi đấu giá vòng vòng á. Thời gian trước anh thấy mọi người chơi cái bộ môn này tìm hiểu cũng rất là nhiều luôn á. Dạ. Cây này với lại cây gì ta, cây không khí. Dạ đúng rồi. Cây không khí nó dễ hơn cây này. Dễ hơn nữa. Rồi lúc này thấy cũng bớt lại rồi. Dạ. Ha. Bây giờ thì đang nổi lên là cây môn. Môn. Rồi, môn. Dưới màu đồ này nọ. Dạ, đang chơi rồi. Mấy cây đó. Ba rồi đó. Ba. Rồi tỷ mấy tỷ vậy đó. Như mấy cây này, như mấy bạn này giờ giá trị nó khoảng nhiêu ta? Từ 150 trở lên, 130 trở lên là đã có rồi. Tụi em là em xin lỗi anh. Tụi em là trồng dưới 300 hết á. Trồng là tầm thấp thôi. Có những cây bây giờ người ta để giá trị cao quá thì mấy bạn chơi không tới. Thật ra nha, nếu mà anh chơi có những cây là tới mấy triệu bạn. Nhưng mà mấy cái này em bán là chỉ có 150, 200, trăm mấy à. Cái này phù hợp cho các bạn sinh viên để bạn thử chơi trước. Chứ này đóng học phí mà chơi mấy cây lớn là hơi mệt. Hơi mệt á. Nhưng mà anh này bị ghiền á. Giống như hồi xưa ấy. Vườn chỉ là cái để nuôi lại đam mê em thôi chứ em cứ đi kiếm mấy cây mà nó dị dị á, ví dụ như cái cây mà nó giả dạng á, cây hero hồi nãy á. Đó là hồi xưa Việt Nam đâu có đâu. Có một cái cây để em kể sự tích nó nghe. Đúng rồi, kể đây em nè. Kể chuyện hay á. Hồi xưa chồng em lén đem cây này về, em biết nhiêu không? Nhiều. 800 ngàn. Rồi giờ biết nó còn nhiêu không? Nhiều. 150. Nhưng mà thật sự cây này nó rất là hay. Hồi nãy mấy cây kia anh thấy nó còn xum xuê đúng không? Cây này là mỗi cái nó ra cái thân nó rất là giòn. Và cái đầu của nó giống như là người ngoài hành tinh vậy đó. Nó có phim Alien không? Alien. Đây cái đầu nó giống như người ngoài hành tinh á, nó cong lại giống như cái hình hạt đậu á. Đó. Hồi lúc mới về hả, 800 ngàn, cây còn nhỏ hơn vậy nữa. Mà hả, bỏ vô trong cái đường người ta ship đi hồi xưa á, bây giờ là em có cái hộp chuyên dụng. Nó chắn gãy đồ này nọ đúng không? Xưa lấy cái hải ly dập lại. Lúc em về á là cái giớn với đồ á, mọi thứ nó lẫn lộn. Trời ơi, em đúng sợ hãi luôn. Nhưng mà mở ra cây vẫn sống. Chồng em đang đi vô lấy cái hộp cho anh xem. Cái hộp bây giờ em đóng nó nãy giờ tâm sự với hai vợ chồng á thì được biết là Hồng Thu là ngày xưa là không phải là dân yêu bò sát cũng như là nuôi chồng mấy cái này ha. Tất cả những cái đam mê, những cái lửa đó là đều do chồng, tức là Chiều truyền lại. Thì em kể, thứ nhất là phải công nhận là Chiều có một cái khả năng truyền lửa cũng rất là mạnh ha. Truyền cái cảm xúc, truyền cái đam mê cho người khác. Bằng chứng là ngoài vợ ra còn nguyên cái team ở dưới nữa. Thì em kể cho mọi người nghe cái này nó thu hút em ở cái điểm nào ta? Lúc em, tại vì một người mà người ta tự cảm giác người ta mê á thì nó khác, còn được truyền lửa qua lại á thì cái cảm giác nó khác. Kể đi. Em à hả? Chồng á. Chồng là người đầu tiên. Đâu có, anh hỏi em. Anh hỏi em á. Em hả? Lúc mà Chiều quá truyền cái đam mê này cho em á thì nó cái câu chuyện nó bắt đầu được như thế nào, hay là bắt đầu từ lúc mà chơi lén đem về rồi em thấy vậy? Không, em cũng tò mò sẵn. Lúc mà em hồi nhỏ là cũng coi phim, cũng ghiền thế giới động vật và cũng thấy những cây này rồi. Trung hệ. Nhưng mà em không ngờ là có người chơi vậy. Cái em mới thấy anh này ô đặc biệt quá. Ủa anh này hay quá, anh này kỳ lạ quá. Thì em mới để ý anh, em cũng mới thích. Thiệt, vậy có vợ á. Chắc cũng vậy á. Giờ vậy mà có kiểu vợ. Em cũng tài lanh á. Thấy anh cũng lạ cho nên em mới chú ý. Xong rồi á là vẫn là câu chuyện là mình vẫn phải nuôi lại cái sống của mình. Thì mấy cái động vật đó em sợ quá, em đâu có thể làm được nhiều đâu. Thì ảnh mới kêu thôi vậy em trồng cây đi. Tại vì nhà cũ tụi em ở phía trước có nguyên một cái vàng nắp ấm mà ảnh trồng là nguyên một cái lan can luôn á. Là nó trải thảm luôn. Thì em cũng thích. Em thấy em cũng thích, rồi xong em trồng. Cái em trồng từ những cái cơ bản, từ những cái tên mà không bao giờ em nghĩ là em sẽ thuộc, mà bây giờ em đụng em còn thuộc hơn ổng nữa. Đúng. Mà sau khi càng tìm hiểu là càng thích anh. Tại vì nó đa dạng lắm. Và bản thân em khi mà được tự trồng, cái xong rồi cái cây của em đẹp, cái xong khách qua khen, trời ơi Thu trồng khép tay quá cây lên. Em phái. Phải. Đây phái. Cũng là một cái cây gọi là bẫy keo đó. Và một hình thái khác, nó tả tròn.
Quá đẹp luôn. Trời ơi, cây này em nói với anh hả, người ta rồi chết rồi đăng lên biết không? Cây này em đang để dành, em nuôi nó to to chút xíu là em đấu giá. Tại vì cái cây này để giá là grow 150 thôi, nhưng mà thật sự đó, nếu mà em đấu giá được á, thì các bạn sẵn sàng sẽ trả giá cao hơn. Tại vì có một cây à, mà ai cũng năn nỉ em bán. Em không biết em bán cho ai. Hiếm à? Nó hiếm. Nó hiếm ở chỗ nào em? Không, cái dòng này nó khó trồng. Không, mà khó trồng. Mà nó lại chịu cái trời nắng mưa của em, và nó đã lên được cái size như vậy là nó cũng đã thuần thuần. Và cái người ta thích nó là tại màu đỏ. Và cái nó, mấy này anh thấy giống như cái muỗng nó bắt ở ngoài kia là nó, còn này là nó nguyên một thân luôn. Anh thấy từ trong ra cái màu nó lên đẹp. Mà nói quá. Chung là nó ít lắm. Hiếm đúng không? Hiếm người trồng giờ có. Giờ khách em cứ năn nỉ em, thua chị thua nhớ có cây về là nhớ kêu anh kêu em nha chị em. Ok các bạn, mình vừa hỏi Thu chia sẻ cái điều gì dẫn Thu đến cái đam mê mà coi như là để nó vẫn mà cháy phần như hiện nay á, thì đó là từ chiều. Cho nên là cái câu chuyện mình muốn nói đây á, là cái người dẫn dắt nó quan trọng lắm các bạn. Ví dụ bạn vô cái cuộc chơi này á, bạn gặp một cái người dẫn dắt đúng á, thứ nhất là các bạn sẽ tiếp cận được với lại những cái kiến thức cái chính xác. Cái thứ hai nữa là đỡ đóng học phí ha. Đúng vậy. Cái thứ chứ còn mà các bạn tìm lộn người thì lộn thầy á, một người dẫn dắt sai, thứ nhất là các bạn sẽ bị đóng học phí rất là nhiều, đôi khi chính là người thầy đó lấy học phí của các bạn. Đúng vậy. Và một cái nữa là những cái kiến thức mà các bạn tiếp cận á, nó không chính xác thì nó dẫn đến một cái nền tảng nó bị sai. Cái thứ ba quan trọng nhất là cái định hướng á. Khi chúng ta có đam mê mà chúng ta định hướng đúng á, là ngày càng phát triển. Còn định hướng sai á, là nó bị đi vô cái ngõ cụt ha, có thể lái chúng ta qua con đường mua bán theo cái kiểu gọi là bào á, lời lọc không có bao nhiêu, xong rồi chính vì lời không có bao nhiêu nên khi mà gặp sự cố á, là sẽ trốn trách trách nhiệm, sẽ ốp máy đồ các kiểu như vậy á. Thì một cái người dẫn dắt mà không có hay á, thì dẫn dắt bạn vô cái con đường nó không có ok. Còn một người dẫn dắt đúng, có tâm này nọ sẽ dẫn dắt bạn ngày càng tiến bộ lên. Dạ. Thì cụ thể đây là Chiều đã dẫn dắt Thu từ một người không có yêu thích gì hết. Bắt đầu mình nói ví dụ như chồng làm mà vợ lên tưới cây là cái đó chuyện bình thường, giống như tiếc của giùm hoặc là này nọ giùm. Nhưng mà ở này là mê rồi tìm hiểu sâu, và thậm chí là có những cái tên và một cái loài gì đó mà Chiều còn không biết mà Thu biết nữa, thì đó là cái sự dẫn dắt nó thành công. Dạ, theo anh là vậy. Bây giờ thành thầy em lại rồi. Thầy luôn rồi hả? Nhiều khi mãi. Cái gì vậy? Không mà vậy luôn á. Rồi ok các bạn. Thì đây là một cái còn này nữa. Đây là cái hộp mà em nói hồi xưa là người ta phải ướp hai cái ly lại cho em á. Bây giờ là người ta đã nghĩ ra được cái hộp này bỏ vô rất là tiện. Đó, khi mà anh bỏ vô vậy á, thì đảm bảo cái chất trồng của anh nó được nằm bên trong, và cái cây của anh nó sẽ nằm vừa y như thế này. Okay. Là khi anh ship đi thì nó đỡ hạn chế nhất là cái chuyện tới đâu cũng được luôn. Cái này á, là nó cái cốt lõi vấn đề nó là gì, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có cái lớp nhựa và nó chặn lại, nó ém cái dớn cái chất nền, nó không bị bung ra. Ha, còn nếu mà không có lớp này á, thì các bạn biết rồi, shipper người ta đâu có biết bên trong là gì, quăng quật thì nhiều khi lúc mà nhận về cái chậu nằm bên này, còn dớn cây thì nó nằm trên này. Ha, đây là một cái đồ ship chuyên dụng đó, rất là ok luôn. Sao này là có những cái này á nên em tự tin lắm. Rồi ok, đó là một cái vườn cây ăn thịt ha, rất là thú vị, cũng rất là lạ lẫm. Cũng có thể là nhiều người chưa biết đâu, mặc dù nó cũng khá là phổ biến nhưng mà sẽ có nhiều người là mới thấy lần đầu luôn. Dạ. Thì hy vọng qua cái clip này mọi người nào mà có hứng thú với cái dòng cây ăn thịt thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm, tự tìm hiểu cũng được, hoặc có thể là liên hệ với lại HT Exotic, liên hệ với lại Hồng Thu sẽ tư vấn cho các bạn rất là cặn kẽ. Qua clip mấy clip rồi các bạn thấy Hồng Thu là một người rất là thân thiện nè. Dạ. Rất là hoạt bát. Rất là gọi là sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Dạ. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem clip. Hy vọng là những cái giây phút vừa rồi giúp cho mọi người có thể thư giãn, thoải mái, cũng như là có thể hiểu thêm về một chút gì đó về cuộc sống của anh ta. Thank you, bye bye. Thank you. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ rủ tất cả anh em của HT Exotic rồi nè, cùng hít đất với mình nè, lan tỏa cái năng lượng tích cực nè, vô nè. Dạ. Vô xếp hàng không? Em phải nghe Thảo kỳ hồ mới chịu nha. Này em thở dữ lắm, em yên tâm. Em bị tim, lấy còi đỏ. Em bị tim hả? No! 1, 2, 3
Em còn sung lắm, anh xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Ok các bạn, hy vọng những giây phút của anh em mình chia sẻ rồi có thể giúp ích được cho mọi người ha. Thank you, bye bye. Bye bye.